những bàn tay, những bàn ôm tay để tìm thấy tại bảo môn màng và tổng quốc tại bảo tàng viện Anh Quốc. Bằng pháp được xem là phương cách đại đạo vô cáo, xuất tích và ngắn gọn của Tổ Đạt Ma. Nếu nắm được tác dụng tối hậu của phương pháp không lời của nhóm giác ngộ, ta sẽ nhận ra cô nổi như vui, suy lý luận mà từ đó Đức Phật đã thành đạo. Điều này Đạt Ma nói, lý rốt ráo vốn không lời, nhưng được lời để diễn tả lý. Đại đạo không hình sắc, nhưng để tiếp xúc với kẻ không tu, nó tự biểu lộ thành hình sắc. Bây giờ giả sử có hai người thảo luận về vô tâm, đệ tử hỏi thầy: đệ tử, lý rốt ráo là hữu tâm hay vô tâm? Thầy: vô tâm. Đệ tử: nếu vô tâm, ai làm tất cả cái đang thấy, đang nghe, đang nhớ, đang nhận ra? Ai là người nhận ra cái vô tâm? Thầy: chính do vô tâm mà có thể thấy, nghe, nhớ, nhận ra. Chính do vô tâm được nhận ra. Đệ tử: làm thế nào vô tâm có thể thấy, nghe, nhớ hay nhận ra? Vô tâm lẽ ra không thể làm được tất cả việc này. Thầy: dù ta là cái vô tâm, ta có thể thấy, nghe, nhớ và nhận ra. Đệ tử: nếu thầy có thể thấy, nghe, nhớ và nhận ra, thầy không thể là cái vô tâm, thầy phải là người hữu tâm. Thầy: thấy, nghe, nhớ, nhận ra, tất cả những điều này chính là việc làm của vô tâm. Ngoài thấy, nghe, nhớ, nhận ra, không có cái vô tâm. Ta sợ con không hiểu điều này, nên ta thấy vấn đề này cần được giảng giải từng bước, và con được hướng dẫn để thấy sự thật bên trong. Ví dụ, đang thấy, tất nhiên có cái thấy, và đây là vì có cái thấy. Nếu không thấy là vì, và đây là vì có cái không thấy. Như vậy, chính cái thấy là của vô tâm. Đang nghe chính là có cái đang nghe, và đây là vì có cái không nghe. Như vậy, chính cái nghe là của vô tâm. Đang nhớ chính là có cái đang không nhớ. Như vậy, chính cái đang nhớ là của vô tâm. Đang làm, tất nhiên có cái đang làm, và cái làm này thực ra là không làm. Cái đang làm chính là của vô tâm. Cho nên, ta nói thấy, nghe, nhớ, nhận ra, tất cả đều là của vô tâm. Đệ tử: làm sao biết cái đó là của vô tâm? Thầy: Con xem xét vấn đề kỹ thêm và nói cho ta xem, nếu tâm có bất kỳ hình tướng gì có thể cảm nhận, nếu con nói rằng nó có, như vậy nó không phải là chân tâm. Nó có được xem như hiện hữu ở trong hay ở ngoài hoặc ở giữa không? Tâm không ở bất cứ chỗ nào của ba điểm này cả. Nó cũng không được cảm nhận như hiện hữu ở bất cứ nơi nào khác có thể được. Vì thế, nó mới là vô tâm. Đệ tử: mà thầy, nếu vô tâm ở khắp nơi, lẽ ra chẳng phải tội cũng không có công đức gì cả. Chẳng có tội. Chẳng có tội cũng không có công đức gì cả. Vậy tại sao tất cả chúng sinh luân hồi trong lục đạo và mãi mãi đi trong vòng sanh tử? Thầy: đấy là vì tất cả chúng sinh mờ mịt trong tâm để ôm ấp ảo tưởng về một thực tại trong vô tâm, về một thực tại cá biệt trong vô tâm, và tạo ra tất cả loại hành vi chấp trước sai lầm về ý niệm rằng quả thật có cái tâm rõ biết. Vì lý do này,
họ luân hồi trong lục đạo và mãi mãi đi trong vòng sanh tử. Giống như trong bóng tối, một người thấy cái bàn hay sợi dây người đó tưởng là hồn ma hay con rắn, rồi sợ hãi do chính sự tưởng tượng của mình tạo ra. Cũng trong cách như thế, tất cả chúng sinh bám chặt vào ảo tưởng sáng tạo của mình. Ở chỗ vô tâm, họ lầm tưởng là thực tại của tâm rõ biết. Như thế, nhiều loại hành vi khác nhau được tạo tác và quả thực là có luân hồi trong lục đạo. Những chúng sinh như thế cần được khuyên dạy để gặp thiện tri thức, người có trí tuệ, tâm linh rộng lớn và thực hành thiền định để họ nhận ra. Điều này sẽ dẫn họ đến ngộ vô tâm. Khi điều này được làm, tất cả nghiệp chướng đều tan biến và chuỗi sinh diệt bị cắt ra từng mảnh, như ánh mặt trời một khi thể nhập vào bóng đen thì xua tan tất cả những gì là tâm tối. Tất cả tội lỗi của chúng sinh bị triệt tiêu khi họ chứng ngộ vô tâm. Đệ tử, tham dục và giác ngộ, sinh tử và niết bàn thực ra có phải là của vô tâm không? Thầy, quả thực chúng thuộc vô tâm, chính vì sự lầm chấp của tất cả chúng sinh đối với ý niệm tâm rõ biết nên có tất cả loại tham dục và sinh tử, giác ngộ và niết bàn. Nếu họ được tỏ ngộ vô tâm thì tham dục không có, sinh tử không có, niết bàn không có. Cho nên vì những người nuôi dưỡng ý niệm tâm rõ biết, Như Lai nói sinh tử, giác ngộ đối đãi với tham dục, niết bàn đối với sinh tử. Tất cả tên gọi đó đều là pháp nhân duyên. Khi đạt được vô tâm, chẳng có tham dục, cũng không có giác ngộ, không có sinh tử hay niết bàn. Đệ tử, nếu không có giác ngộ cũng chẳng có niết bàn, làm thế nào chúng ta giải thích giác ngộ mà chư Phật trong quá khứ đã đạt được? Thầy, điều này được nói vì do văn cú quy ước. Bao lâu chân lý tuyệt đối được quan tâm đến thì chẳng có điều như thế. Vì vậy, kinh Duy Ma Cật nói rằng chẳng có thân trong đó giác ngộ được chứng, chẳng có tâm trong đó giác ngộ được ngộ. Lại nữa, kinh Kim Cang nói rằng không có pháp, không có thực tại mà ta có thể cho là đắc. Tất cả sự đắc của chư Phật thật sự là không đắc. Do đó, nên biết rằng chư pháp sinh khi tâm thức được khẳng định, chư pháp diệt khi vô tâm được ngộ. Đệ tử, bạch thầy, thầy nói rằng vô tâm hiện hành khắp nơi. Bây giờ gỗ đá đều là vô tâm, phải chăng tất cả loài hữu tình đều như gỗ đá? Thầy, nhưng vô tâm được ngộ trong tâm rõ biết của ta thì không phải gỗ đá. Vì sao? Như trống trời, trong khi đang im lìm, bỗng thình thình và không có ý thức cố gắng phát ra nhiều âm thanh vi diệu để giáo hóa và rèn luyện tất cả chúng sinh. Lại nữa, cũng như ngọc, như ý. Như ngọc, như ý, không ý thức cố gắng trên một phần nào của nó, bỗng thình lình tạo ra nhiều hình sắc khác nhau. Cũng như cách đó, vô tâm tạo tác thông qua tâm rõ biết của ta, làm cho nó hiểu biết chân tính thực tại. Nó có đầy đủ trí tuệ siêu việt chân thực. Nó là chủ của ba thân. Nó thực hiện chức năng tự tạo cao nhất, như tự tại cao nhất. Như kinh Bảo Tích nói rằng, tâm thực hiện chức năng bằng phương tiện của vô tâm mà không hay biết về nó.
Như vậy làm sao chúng ta như gỗ đá được? Vô tâm là chân tâm, chân tâm là vô tâm. Đệ tử, vậy làm thế nào để tự mình rèn luyện với tâm này để đạt được vô tâm của chúng ta? Thầy, chúng ta chỉ cần tỏ ngộ vô tâm trong tất cả pháp, nhưng tất cả việc làm của chúng ta, đây là cách rèn luyện, không có cách nào khác. Như vậy, chúng ta biết rằng khi vô tâm được ngộ, vạn pháp không còn quấy nhiễu chúng ta nữa. Nghe đến đây, đệ tử hốt nhiên có sự soi sáng và ngộ rằng không có vật ngoài tâm và không tâm ngoài vật. Trong tất cả thái độ và hoạt động đều đạt hoàn toàn được tự tại. Tất cả lưới nghi bị xé thành mảnh vụn và không còn thấy chướng ngại. Đọc hết bài này rồi quý vị hiểu vô tâm là muốn nói cái gì không? Bây giờ mình đi vào để mình tìm hiểu cái ý chính ở trong này nha. Đây là một cái tư liệu các nhà khảo cổ tìm trong một cái động bên Trung Hoa tên là động Đôn Hòa. Sau khi tìm được rồi thì nó được lưu giữ ở Anh Quốc, ở Bảo tàng Viện nước Anh. Bảo tàng Viện nước Anh nó chứa nhiều di tích lịch sử trên khắp thế giới, nhất là về Ấn Độ, về Phật giáo đều lưu giữ tại Bảo tàng Viện Anh thôi. Thì đây là một bản dịch ra Việt văn, chứ nó là chữ Hán. Tổ Bồ Đề Đạt Ma là dạy tới cái Trung Như đó. Tổ có nhiều cái câu nói rất là ngắn gọn. Ví dụ như Tổ định nghĩa thiền là cái gì đó? Không suy nghĩ về tất cả, đó là thiền. Đúng không? Đúng. Không suy nghĩ về tất cả, đó là thiền. Thì cái này là nói về thiền gì? Thiền định. Rồi dừng suy nghĩ là nó vô định rồi. Và Tổ cũng có nói đến cái câu này: đạo là không lời, giáo là lời. Đạo là chính như đó nha. Đạo là không lời, giáo là lời. Ngay nên ngươi đạt được cái không lời là ngươi đạt được đạo. Thì trong cái bài này cũng nói đến cái không lời đó, là cái chân như. Lý rốt ráo vốn không lời, nhưng mượn lời để diễn tả lý. Hiểu chỗ này rồi phải không? Đại đạo là ý nói chân như đó, không hình sắc, có đúng không? Đúng. Nhưng để tiếp xúc với kẻ không tu, tức là người chưa biết gì hết, thì nó tự biểu lộ thành hình sắc. Tức là từ cái chỗ chân như, bây giờ đối với cái người chưa tu, tiếp xúc với hiện tượng thế gian bên ngoài là bằng giác quan, cho nên nó phải có hình tướng để cho người đời nhận biết. Bây giờ đây là cái câu chuyện giữa đệ tử với thầy, tức là theo cái lối vấn đáp để mình hiểu rõ. Lý rốt ráo là hữu tâm hay vô tâm? Thì ông thầy đáp là vô tâm. Hữu tâm là cái gì? Hữu tâm là tâm đời. Là cái tâm thế gian có suy nghĩ, có ý tưởng ha, có phân biệt so sánh, có suy luận, có tình cảm xúc cảm, gọi là hữu tâm. Còn vô tâm là không khởi lên cái gì hết. Thì cái tâm đó là cái tâm như. Nếu vô tâm, ai làm tất cả cái đang thấy, đang nghe, đang nhớ, đang nhận ra? Ai là người nhận ra cái vô tâm? Khi quý vị ở trong cái chỗ nhận thức biết không lời như vậy, thì có khởi lên cái khái niệm ta
tôi hay không? Không có. Ở đây người đệ tử đứng ở chỗ nào mà hỏi? Ông đứng ở đâu? Ở đứng chỗ tâm thế gian hay là tâm đời mà hỏi? Ai là người nhận ra cái vô tâm? Trong lúc mình đang ở trong chỗ tâm như thì có ai là người nhận ra hay không? Không. Chỉ là cái sự tự nhận biết thôi. Tức là vô tâm nó nhận ra chính nó. Mà người đệ tử hỏi nè, nếu vô tâm ai làm tất cả cái đang thấy, đang nghe, đang nhớ, đang nhận ra? Tức là ổng hỏi, nếu mà thầy nói thầy vô tâm, tức là không có tâm gì hết, không khởi ra gì hết, vậy thì ai thấy, ai nghe, ai nhớ, ai nhận ra? Đúng rồi, là chính cái tâm giác hay là chính cái nhận thức nó nhận ra, hay là chính cái biết nó nhận ra, chứ không có người. Mà người đệ tử thì cứ nhất định hỏi ai á. Thì ông thầy nói chính do vô tâm mà có thể thấy, nghe, nhớ, nhận ra. Thì ở đây là ông thầy nói chính gì? Ta không có khởi lên niệm gì hết, không có khởi suy nghĩ gì hết, thì lúc đó mới là thấy, nghe, nhớ, nhận ra. Thì cái thấy này là thấy có lời, không lời. Đúng rồi, là không lời á. Mình không cần khởi lên ý nghĩ gì hết, mình vẫn thấy, phải không? Mở mắt ra nhìn là thấy liền đó. Thì cái ngay chỗ đó đâu có tâm gì khởi lên đâu, ở trong cái tự nhận thức thôi, và mình thấy rõ ràng. Thì ông thầy nói chính do gì không có khởi lên cái suy nghĩ gì hết mà có thể thấy biết hay là nghe biết? Đệ tử, làm thế nào vô tâm có thể thấy, nghe, nhớ hay nhận ra? Vô tâm lẽ ra không thể làm là được. Cái người đệ tử này nhất định đứng ở cái chỗ tâm đời nói, hễ mà mình thấy có nghĩa là phải có cái ta thấy. Ông thầy thì nói không, chính vì vô tâm mới thấy nghe. Thì ông thầy đứng ở chỗ, ở bên cái chỗ không lời. Chính không lời mới thấy, mới nghe, mới nhận ra. Ông thầy nói là dù ta là cái vô tâm, ta có thể thấy, nghe, nhớ và nhận ra. Nhưng mà người đệ tử không phải là vô tâm, người đệ tử là hữu tâm. Phải không? Dạ. Đọc tới đây rồi, quý vị đọc sách sử trong thiền, quý vị sẽ hiểu. Các vị tổ chỉ dạy cái chỗ mà ba sắc thái biết đó. Cái chỗ, cái sắc thái biết của tánh giác, các vị tổ dạy như thế này nè. Ngay khi ông nhướng mắt nhướng mày, chỗ đó đó, phải không? Cái thân của mình là thật thôi, là đất nước gió lửa. Cái vật chất nè, cái thịt là cái da này, nó đâu có biết cái gì đâu, phải không? Phải không? Nó chỉ là một cái vật thôi mà, nó đâu có cái biết. Giống như khi mình chết á, mình ra đi rồi thì nó chỉ là một cái cục thịt thôi, nó đâu có mở mắt, nhắm mắt, đâu có cười, đâu có nói được. Cái gì làm cho mình mở mắt, nhắm mắt? Ừ, là cái tâm của mình nó điều khiển mấy cái cục thịt này ra. Có phân biệt được không? Bây giờ cứ nhìn một cái xác chết với một người sống. Cái gì phân biệt cái người chết với người sống? Cái thân cũng y hệt, phải không? Nhưng mà cái gì mà làm cho mình mở mắt, mở mày, nói, nghe, hiểu, cười, gật đầu? Cái gì? Là cái tâm. Cái tâm đó là cái sống của mình, nó điều khiển mấy cái da thịt lân nè. Cái thân mình chỉ là đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa có tri giác không? Ừ, nó có cái biết. Hiểu chưa? Thì chính cái chỗ mà mình nhớ mắt, nhưng mà mình cười, mình gật đầu, cái chỗ đó các vị tổ chỉ, chính cái đó đó, chính cái đó là cái này đây. Nó đây, tổ của đây là ma cũng chỉ như vậy đó.
Rồi, nếu thầy có thể thấy, nghe, nhớ được, thật ra thầy không thể là cái vô tâm, thầy không là người hữu tâm. Thầy nói là tâm đời á, còn thầy thì nói là cái tâm như. Thấy, nghe, nhớ, nhận ra tất cả những điều này chính là việc làm của vô tâm. Ngoài thấy, nghe, nhớ, nhận ra không có cái vô tâm. Hiểu chỗ này không? Tức là tất cả những cái gì mà nó điều khiển đất nước gió lửa, cái đó là cái tâm. Mà đây thì ông thầy nói nó là cái tâm như. Thì cái tâm như hay là cái biết của mình, nó biểu lộ ra như thế nào? Nó biểu lộ ra như vậy thôi. Chứ ngoài những cái việc nhướng mắt, nhướng mày, cười, nói thì nó đâu có biểu lộ ra cái gì khác nữa đâu. Phải không? Phải không? Nếu không có những cái đó thì nó đâu có biểu lộ ra được. Nó biểu lộ ra bằng những cái hành động, những cái lời nói, cử chỉ, hành động là nó biểu lộ cái tâm á. Còn nếu không có cái đó thì nó không thể nào biểu lộ ra. Ví dụ như mình không có thân nữa, nó không có biểu lộ ra được. Mình phải có cái thân, cái tâm nó mới biểu lộ ra được. Thì bây giờ ông thầy thấy giảng hoài để tụi không hiểu, ông thầy mới cho ví dụ. Ví dụ đang thấy, tất nhiên có cái thấy, và đây là vì có cái không thấy. Như vậy chính cái thấy là của vô tâm. Đang thấy là vì có cái đang thấy mà. Là vì có cái không thấy. Cái gì thấy, cái vô tâm thấy. Còn cái gì không thấy, cái gì không phải. Cái tâm thấy. Nghe lại nào. Bây giờ mở mắt ra thấy phải không? Là có cái đang thấy phải không? Mình đang thấy, thì cái đang thấy, cái chủ thể của nó là vô tâm phải không? Phải không? Như vậy cái gì không thấy? Không thấy. Thanh dịch cách ra, đất nước gió lửa này nó đâu có thấy được. Anh biết cái thanh thấy. Vô tâm, từ này dùng trong thiền, tức là ý muốn nói cái tâm như. Cái tâm đó không có lời gì hết trong đó, nên gọi cái từ là vô tâm. Còn ở ngoài đời nói vô tâm mà thì vô ý thì khác. Được chưa? Mà cái tâm đời gọi là hữu tâm, có nghĩa là có ý nghĩ, có suy nghĩ khởi lên lung tung, kêu là hữu tâm. Còn cái tâm trống không là cái tâm như. À, trong này cái nghĩa chỉ vô tâm, đối cảnh vô tâm, mặc vô niệm đó. Chứ không phải nói mình rầy mấy đứa nhỏ mày vô tâm vô ý là khác à. Cái đó là cái từ bình danh. Bây giờ mình cứ phân biệt đi, quý vị chưa có nhận rõ. Ví dụ bây giờ mình chết, cái thân chết đó là cũng y hệt là mình thôi. Mà tại sao nó không cử động? Nó không có cái tâm. Mà bây giờ thì Tổ Bồ Đề Phật Ma là ở trong tâm như, cho nên ổng chỉ nói tâm như thôi. Cho nên ổng nói là chính cái nhớ nghĩ thấy là chủ thể, nó là vô tâm. Còn cái mà không thấy không nghe là cái xác chết, là cái thân vật chất. Thân vật chất, nếu mà mình không có cái tâm nương gá vô đây thì cái này nó chỉ là
đất nước gió lửa thôi. Nó vô tri giác mà. Nó là cái không thấy. Đó là cái không thấy á. Con mắt mà không có cái tâm nó trong đó. Ví dụ con mắt của người chết có thấy không? Ừ đó. Chứ đâu phải là hai con mắt là thấy đâu. Phải không? Dầu cũng y hệt cái lỗ tai, cách cấu tạo y hệt mà không có nghe. Như vậy cái nghe đó là cái là của cái tâm. Mà nghe mà trong không lời thì là vô tâm. Chỉ vậy thôi, nhận nó được không? Cái câu này mới đọc thì nghe nhức đầu, nhưng mà mình hiểu như vậy thì nó rất là rõ nè. Như vậy chính cái thấy là của vô tâm, đang nghe chính là có cái đang nghe, và đây là vì có cái không nghe. Như vậy chính cái nghe là của vô tâm, phải không? Như vậy cái thấy cái nghe đó là của vô tâm, trong khi đó cái bộ não của mình á, ở cái chỗ cái vùng này nó chỉ là thật thôi mà. Nó chỉ là đất nước gió lửa không à, chứ nó đâu có tri giác đâu. Khi mình còn sống mình mới thấy mới nghe được. Rồi bây giờ tới cái đang nhớ, chính là có cái đang không nhớ. Cái này hiểu rồi. Như vậy chính cái đang nhớ là của vô tâm, đang làm. Câu này khác này nha. Đang làm tất nhiên có cái đang làm, và cái làm này thực ra là không làm. Cái đang làm chính là của vô tâm. Là sao? Đúng rồi. Vì cái làm này thực ra là không làm. Tại sao mà là làm mà là không làm? Cái từ vô là từ vô ngã. Đúng rồi, nghĩa là không có cái ngã. Có cái ngã mới nói tôi đang làm. Mình chỉ làm thôi, thì mà cái làm đó mới là của vô tâm. Còn mình thấy có mình đang làm thì đó là hữu tâm rồi. Vì cho nên ta nói thấy nghe nhớ nhận ra tất cả đều là của vô tâm. Ta đã hiểu chưa? Chữ nghĩa của thiền nó rất lớn vậy đó. Làm sao biết cái đó là của vô tâm? Nè, con nên xem xét vấn đề kỹ thêm và nói cho ta xem. Nếu tâm có bất kỳ hình tướng gì có thể cảm nhận, tâm cái tâm như có hình tướng gì không? Không. Rồi, nếu con nói rằng nó có, như vậy nó không phải là chân tâm, đúng không? Đúng. Sao giờ giỏi nó vậy? Nó có được xem như hiện hữu ở trong hay ở ngoài hay ở giữa hay không? Đúng rồi. Bất cứ chỗ nào của ba điểm này cả, nó cũng không được cảm nhận như hiện hữu ở bất cứ nơi nào khác có thể được. Vì thế nó mới là vô tâm. Hiểu chưa? Hiểu tâm như chưa? Tức là cái trạng thái chân như của tâm. Thì cái trạng thái chân như đó nó có ở chỗ nào không? Như vậy cái trạng thái chân như của tâm, cái trạng thái chân như của cảnh, nó có giống nhau không? Giống không? Giống mà sao thấy anh với kia lắc đầu. Thấy lắc đầu thì biết. Giống nha. Trạng thái chân như thì ở đâu nó cũng giống nhau hết. Nhưng khi cái tâm mình đạt được trạng thái tâm như thì nó khác. Là tại vì nó có, nó có cái biết, nó có cái nhận thức. Nó có cái biết. Trạng thái chân như của cây, trạng thái chân như của tâm, nó trống không và nó bao trùm khắp thế gian, nó giống nhau không khác. Nhưng khi viên cái tâm của mình
khi đạt tới cái trạng thái tâm như thì nó có cái trí tuệ để nó bật ra, nó có cái tri giác. Còn cái trạng thái chân như của cảnh thì từ xưa tới giờ nó vẫn y hệt như vậy, nó không có phát huy trí tuệ gì hết, khác nhau nha, phải không? Dạ. Yeah. Bạch thầy, nếu vô tâm ở khắp mọi nơi, lẽ ra chẳng có tội cũng không có công đức gì cả. Sao đây? Ông học trò ông hỏi vậy đó. Thầy nói nè, vô tâm ở khắp mọi nơi, tức là đâu cũng có cái chân như, phải không? Phải không? Phải. Ừ. Bây giờ ông học trò bắt bẻ ông thầy, nếu thầy nói chỗ nào cũng có chân như, như vậy tại sao cái đây là tội, đây là công đức? Thầy vẫn trả lời đi. Thầy vẫn còn có lời, ông biết phải tục đế. Ông còn phương nghiệp. Nhưng mà có tội có công đức không? Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Có tội không? Có. Có công đức không? Có. Có thiện có. 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 Có nha. Ngoài đời. Có. Có à. Tội có ngang bằng công đức không? Không. Là tội nặng tội nhẹ. Không có cả đời. Nhưng mà cái trạng thái chân như của tội và trạng thái chân như của công đức thì sao? Rồi, tức là nó vậy thôi, như vậy thôi, như vậy thôi. Vậy nó bình đẳng, nó như nhau. Nhưng mà khi nói vô cái thực tế thì cái cây này nó khác với cái chuông chứ. Phải không? Yeah. Nhưng mà cái chân như của nó và cái chân như của cái này thì là một thôi. Tôi thôi vô hậu tôi bụng khờ rồi đó. Còn ông này thì, ông đệ tử này thì ổng còn lờ mờ. Ổng nói thầy nói đâu cũng chân như hết, như vậy thì tội công đức à, không có phân biệt gì hết á. Vậy tại sao tất cả chúng sinh có luân hồi trong lục đạo và mãi mãi đi trong lục sinh tử? Như vậy tại sao mà chúng sinh vẫn khổ, vẫn sinh tử hoài? Không được lao chân gì. Tất cả ông này ông đứng trong thực tế, ông đứng trong thực tế để ông bắt bẻ ông thầy. Được chưa? Rồi ông thầy cho giảng nữa. Đây là vì tất cả chúng sinh mờ mịt trong tâm à, cái tâm mờ mịt là có trí tuệ không? Không, không. Ôm ấp cái ảo tưởng về một thực tại cá biệt trong vô tâm và tạo ra tất cả loại hình vi chấp trước sai lầm. Tức là bây giờ tại vì phân biệt so sánh của ý thức cho nên nó có cái này khác cái kia khác, bỏ quên cái bản thể thanh tịnh đầu tiên của tâm mình. Vì lý do này họ luân hồi trong lục đạo và mãi mãi đi trong dòng sinh tử. Tức là gì? Không có cái tâm, tâm như là cái tâm bình đẳng mà phân biệt rõ cho nên nó mới có khổ, có hạnh phúc, có luân hồi, có sinh tử. Giống như trong bóng tối, một người thấy cái bàn hay sợi dây, người đó tưởng là hồn ma hay con rắn. Tức là so sánh cái biết của cái người đời là cái biết nó thuộc về mê lầm. Thấy cái bàn thì nói là hồn ma, thấy sợi dây thì nói con rắn. Tức là cái thấy sai lầm, gọi là tà kiến. Tức là những cái chúng sinh mà chưa có biết tu tập thì phải được khuyên dạy để lập thiện tri thức, để mà thực hành thiền định, để họ nhận ra à, trong này nói rõ ràng là thiền định đó quý vị, tức là dừng hết tất cả lời ở trong tâm thì mới đạt được tới cái chân lý tuyệt đối.
không có nói thiền quán, thiền huệ nha, thiền định đó, điều này sẽ dẫn họ đến ngộ vô tâm, tức là nhận ra tức khắc cái chân như bằng cái con đường của thiền định. Khi điều này được làm, tất cả nghiệp trước đều tan biến. Sao ngộ vậy? Thì cái mình định là cái gì cũng không hết. Không dừng nghĩ nữa, không còn nghĩ tới nữa. Tại sao không còn nghiệp chướng? Là cái tâm không dính mắt. Đúng rồi. Tất cả nghiệp chướng được tương trợ, tức là nghiệp chướng nó cũng có cái như thế của nó nữa. Khi cái tâm mình dừng hết niệm rồi thì mình đâu còn định danh, cái đó là nghiệp chướng. Phải không? Đúng rồi. Và chuỗi sinh diệt bị cắt ra từng mảnh, nghĩa là không có còn luân hồi sinh tử nữa. Tại sao vậy? Vì mình đã trở về cái tâm chân như rồi. Vì đó còn sinh tử nữa, đâu còn sinh tử. Tức là trước mắt cho mình không có gọi tên đó là tử, đó là già, đó là bệnh, đó là chết, mà mình thấy như vậy, như vậy, như vậy thôi. Khó quá. Mà nó còn có ý niệm gì nữa đó không? Đâu còn khởi niệm gì nữa đó đâu. Mà nó bị như vậy là chết, như vậy là sinh. Thành ra cắt luôn cái chuỗi luôn rồi. Và nếu mình ở trong cái tâm đó hoài thì mình có tạo nghiệp không? Không. Ý nghiệp thanh tịnh thì lời và thân đều thanh tịnh hết. Không tạo nghiệp thì đâu còn có lý do để tái sinh. Dễ quá ha. Dạ. Chứ đâu khó. Nói dạy rõ ràng như vậy đó mà không chịu thực hành thì sao khó lắm. Quý vị mong muốn cái gì mình thấy giờ này nó mới khó, nó mới cực ra. Bây giờ muốn có cái thiền viện làm đâu nổi đâu, có cái nhà đẹp cũng phải cực khổ công lao nè. Có nhiều người ta có nhà đẹp mà đâu cực khổ lắm. Cái này là không có gì hết, khi khỏe ve không kêu hoài. Đó là cái hình hồ ở cái chỗ này. Tất cả tội lỗi của chúng sinh bị triệt tiêu khi họ chứng ngộ vô tâm. Đó. Thì tội lỗi cũng là do nhiều nhân nhiều duyên mới tạo ra. Rồi mình gọi cái đó là tội, cái kia là công đức. Bây giờ cái tâm mình không khởi niệm gì hết thì còn gì là tội, cái gì là công đức. Thì mình đi vô liền cái chỗ là đến bờ bên kia liền. Đâu còn tâm đến bên nữa. Chỉ bỏ cái ý thức thôi. Cắt bỏ cái ý thức thì cái ngã nó chấm dứt. Cái con đường có rất nhiều ngõ để mình đi đó. Dễ không? Dễ quá mà. Mà cái điều này đòi hỏi chứng ngộ vô tâm, chứ không phải là nhận ra vô tâm đâu nha. Chứng ngộ nghĩa là bằng qua thiền định đó. Phải kinh nghiệm tự mình ở trong định, hoàn toàn cắt hết lời nói thầm mới gọi là chứng ngộ vô tâm. Thì khi đó mới thực sự là mình an trú trong tâm ta thà đó. Còn không mà sáng giờ là học lý thuyết thôi. Đệ tử phải hỏi lại nè, đây là những cái khái niệm đó, nó đối nghịch nhau. Tham dục và giác ngộ, sinh tử và niết bàn, thật ra có phải là của vô tâm chăng? Là tại sao vô tâm là cái gì nó tốt đẹp hoàn toàn, tại sao trong này có tham dục, à, tại sao có sinh tử, hiểu không? Cho nên ông mới hỏi tham dục mà là cũng là của vô tâm nữa sao, hiểu không? Cô nhớ có một câu chuyện ở trong thiền, có một vị thiền sư giảng pháp như thế này nè: dâm sát đạo là chánh pháp đó. Hồi đó giờ mình học mấy cái này là mấy cái tội lỗi mà. Mà ổng giảng, ổng nói đó là Phật pháp hết.
hiểu không? Hiểu ý ông nói không? Có cảm thấy chân như, tại vì nó cũng có cái chân như của nó. Thì cái này cái ông đệ tử cũng hỏi giống vậy đó. Tham dục mà cũng của vô tâm nữa sao? Hiểu không? Ông thầy có trả lời quả thật chúng thuộc vô tâm, tức là tất cả mọi pháp gì trên đời đều có cái chân như của nó, cho nên nó bình đẳng. Vì cái tâm mình phân biệt của ý thức mới nói cái này xấu cái này tốt, còn lên tới cái tâm như rồi tất cả đều bình đẳng, cho nên các vị tổ mới nói là tất cả pháp đều là Phật pháp. Có vị tổ còn nói tất cả mọi cái chung quanh mình đều là Phật hết, không phải là đều là ông Phật đâu. Đều là Phật là gì? Đức Phật là giác ngộ đó, là chân nhân. Cho nên mở mắt ra là Bồ Đề. Giờ mình thấy tên ăn cướp nhưng mà cái tâm mình là tâm như thì vẫn thấy là như vậy thôi, đâu có định danh đây là tên ăn cướp đâu. Thành thử các vị tổ khai triển ra như vậy, tất cả pháp đều là Phật pháp, cho nên dâm sát đạo cũng là Phật pháp luôn. Không có pháp là pháp của Phật. Đúng rồi, pháp của Phật đó. Mà cái gì cũng là Phật pháp hết ta. Ừ, cái sai nó sao cái bộ vậy? Thấy vậy nó nói. Rồi thấy đang móc túi, nó đang móc túi mà lại sao cô? Tức là tất cả pháp đều có cái trạng thái như thế của nó. Đó là nói về mặt chân như thôi. Còn nói về mặt khác nữa là trống không với quyển. Tất cả pháp đều do nhiều nhân nhiều duyên tạo nên. Bản thể nó trống không. Tội lỗi, bản thể trống không. Cô nói về mặt bản thể à? Tội lỗi cũng là quyển. Bản thể nó cũng là quyển đúng mà. Thì công đức à, cũng là quyển. Đó, khi mình đạt được cái tâm như rồi mình mới thật sự nhận ra được cái bình đẳng tâm của tất cả pháp trên thế gian. Thành thử ra đây là chân lý tối hậu đúng vậy. Còn mình còn cái tâm phân biệt đó thì mình sẽ thấy vướng mắt liền, mình thấy ủa cái này công đức, cái này phước báo, cái này là tội lỗi mà sao giống nhau. Nhưng mà trên mặt chân lý tất cả những cái gì xảy ra trong đời đều là nguyện ảo hết. Thì cái mức độ nguyện ảo thì đó là nguyện, là giả dối, là không có thật. Thì cái gì thật chứ cái gì không thật nó đều không thật hết. Cho nên đói bụng nên no. Đây là nói về chân đế đó. Còn cái mặt tướng, cái mặt thật, cái mặt dụng thì khác. Mặt dụng thì có đói, có no, có sâu, đó là mặt thực tế. Nhưng mà đây là mặt bản thể. Mà khi mình đạt được tới đây rồi, cái tâm mình nó mới bình đẳng, mới bình thản. Cái người xấu mình cũng quý, cũng trọng như cái người tốt. Là tại sao? Tại vì tất cả mọi người đều bình đẳng ở chỗ có Phật tánh đó. Ở đây là mình học trên mặt chân đế, nhưng mà mình ra sống trong đời thì vậy, nghĩ chuyển vừa tục đế vừa chân đế. Trong này ông thầy có giảng rõ lắm nè. Nếu họ được tỏ ngộ vô tâm thì tham dục không có, sinh tử không có, đúng không? Tại vì bản thể nó trống không.
niết bàn cũng không có luôn. Chịu không? Dạ. Niết bàn cũng không có mà cõi trời cũng không có nữa cô Huệ ơi. Nhưng mà với những người còn có cái tâm phân biệt á, tức là người đời á, thì Như Lai nói có sinh tử, có giác ngộ đối đãi với tham dục và niết bàn đối với sinh tử, tức là đối với người đời trong cái tâm còn phân biệt thì phải tạm dùng tục đế đó. Cho nên mới có vụ đối sơ thuyết pháp. Trong đạo Phật có hai chân lý, một chân lý tuyệt đối và một chân lý tương đối. Đối với người đời thì phải nói chỗ này ác là đừng có làm, tại vì làm sẽ bị nghiệp quả báo. À, chỗ này là công đức là nên làm đi để cho đời sau được sung sướng. Nói theo tục đế là có thiệt, có tội thiệt, có công đức thiệt. Còn nói theo chân đế tất cả đều bình đẳng. Đó là hai cái cách nói, hai cái chân lý. Tất cả tên gọi đó đều là pháp nhân duyên, hiểu chưa? Tất cả mọi tên gọi là quy ước thôi. Khi đạt được vô tâm, chẳng có tham dục, cũng không có giác ngộ, không có sinh tử, cũng không có niết bàn. Hiểu không? Tới đây hiểu chưa? Đệ tử nói nè, nếu không có giác ngộ cũng chẳng có niết bàn, thì làm thế nào chúng ta giải thích giác ngộ mà chư Phật trong quá khứ đã đạt được? Chư Phật trong quá khứ có đạt được giác ngộ không? Đó. Nhưng mà tại sao trong kinh Kim Cang nói, nếu mà ai mà nói Như Lai mà đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng giác là phỉ báng Như Lai? Như Lai là chân như, như là tóc đậm. Nếu như mà nói đạt được cái quả đó thì thật ra có đạt được chưa? Chưa. Đúng rồi, vẫn còn người, vẫn còn cái quả là đạt, tức là nói tục đế. Cho nên không đạt mới là đạt. Thành thử ở trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh nãy mình đọc đó, vô trí diệt vô đắc, là nói tới cái chỗ tổng cùng của chân như đó, không có đắc. Nếu có đắc là có, ai đắc là cái ngã mình đắc. Thì như vậy là chưa? Chưa. Không có ai đạt mới là đạt. Còn nếu mà có ta đạt là ta chưa đạt. Cho nên ứng dụng ở trong đời là ai nói tôi đạt được cái này cái kia, tức là người đó chưa đạt. Mà không có ai đạt thì cũng không đạt. Đúng là không có gì hết. Hiểu không? Học vui quá ha. Bài này khô khan quá. Khô khan không? Vui ha. Điều này được nói vì dân cứu quy ước. Tổ trả lời rõ ràng lắm. Chân lý nữa. Bao lâu chân lý tuyệt đối được quan tâm đến thì chẳng có điều như thế. Vì vậy Kinh Vô Ma Cật mới nói rằng chẳng có thân trong đó giác ngộ được chứng, chẳng có tâm qua đó giác ngộ được ngộ. Cái này hiểu hết rồi không? Lại nữa Kinh Kim Cang nói rằng không có pháp, không có thực tại mà ta có thể cho là đắc. Tất cả sự đắc của chư Phật thực sự là không đắc, không có gì. Do đó nên biết rằng chư pháp sinh khi tâm thức được khẳng định, chư pháp diệt khi vô tâm được ngộ. À, cái câu cuối cùng là mới khó nè, ai hiểu? Tâm sanh chủ kiến, sinh khi tâm thức được khẳng định, chư pháp diệt khi vô tâm được ngộ. Tức là khi mình ngộ được cái tâm như thì sao? Nghe là không có gì. Ngộ chư pháp thì diệt. Thì tất cả đều như vậy, như vậy, như vậy, như vậy hết. Không có cái gì hết. Mà khi tâm thức, tức là cái ý thức của mình á, cái tâm ý thức, tâm suy nghĩ
được khẳng định, nghĩa là mình thấy là có hiện hữu cái ý thức hay là cái ý căn thì sao, thì chư pháp sinh, nó sinh ra. Mình mới nói cái này cái chuông, cái này cái cây, cái này mà này, cái này mà kia, tức là sinh ra dạng tượng, nó sinh ra khi mình khởi ý, khi cái tâm có lời, nó có mặt, thì thế gian này hằng hà sa số, cái điều sai biệt. Còn khi cái tâm thức mình diệt, tức là ở trong tâm như rồi thì sao? Tất cả đều yên lặng, tĩnh lặng hết. Thì cái sự yên lặng, tĩnh lặng đó gọi là Niết Bàn. Niết Bàn. Khi kinh nghiệm được tâm như thì mình kinh nghiệm được cái hương vị của Niết Bàn. Còn khi mình còn khởi niệm là còn ở trong cái cõi này, cõi thế gian. Con đường tu tập ngắn gọn lắm. Bạch thầy, thầy nói rằng vô tâm hiện hành khắp nơi. Bây giờ gỗ đá đều là vô tâm, phải chăng tất cả loài hữu tình đều như gỗ đá? Ổng cũng còn ráng, ổng bắt bẻ ông thầy. Khi mình kinh nghiệm cái tâm như, mình có phải gỗ đá không? Không. Đúng rồi. Tại mình có nhận thức. Mà gỗ đá có cái chân như không? Có. Có, đúng rồi. Con người có cái chân như không? Có. Có. Nhưng mà con người khác gỗ đá phải không? Dạ. Đúng rồi. Cái câu này á, ông đệ tử ông lý luận, nhưng mà lý luận sai lầm. Tức là cái tam đoạn luận của ổng nó sai lầm. Thầy nói rằng vô tâm hiện hành khắp nơi, tức là chỗ nào cũng có chân như, gỗ đá cũng có chân như ha? Thì con người cũng có chân như, thì cái đó là cái tam đoạn luận đúng. Đằng này ổng lý luận sai, ổng nói là chân như khắp nơi, gỗ đá cũng có chân như, rồi cái tự nhiên con người là gỗ đá, hiểu chưa? Yeah. Ông lý luận sai, cái câu thứ ba của ông sai. Con người cũng hiện hành trong vũ trụ thì con người cũng có chân như, thì đó đúng. Đằng này ông quẹo qua, con người là gỗ đá, hiểu chưa? Yeah. Con sẽ ổn cái này thầy. chắc trước cơ chứ. Ông lý luận sai. Rồi cái câu cuối cùng là: vậy làm thế nào để tự mình rèn luyện với cái tâm này để đạt được vô tâm? Thì ông thầy nói chỉ có một cách thôi. Chúng ta chỉ cần tỏ ngộ vô tâm trong tất cả pháp, trong tất cả việc làm của chúng ta. Đó, cái phương thức tu tập đó. Đây là cách rèn luyện, không có cách nào khác. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình phải hiểu cái chân như là cái gì, và mình phải đối duyên xúc cảnh trong cái tâm như. Tất cả mọi việc làm đều ở trong cái tâm như thôi. Đó là cách duy nhất. Như vậy chúng ta biết rằng khi vô tâm được ngộ, dạng pháp không còn quấy nhiễu chúng ta nữa, đúng không? Đúng. Khi mình ở trong cái vô tâm rồi thì sao? Mình có bị cảnh ở bên ngoài lôi cuốn nữa không? Không. Mình không có dán nhãn vô cảnh, cảnh cũng không có lôi cuốn được mình, thì cái chỗ đó là cái chỗ tự tại giải thoát đó. Dạng pháp không còn quấy nhiễu chúng ta nữa, đó. Khỏe lên chưa? Ở trong đời có thăng có trầm, khi cái stop lên xuống gì nó cũng không ảnh hưởng gì tới mình, nếu mà mình ở trong cái tâm như. Thì vậy có còn khổ nữa không? Đâu còn khổ nữa, đâu có ai làm khổ được mình. Không có dính mắt nữa. Mà nghe tới đây cái ông đệ tử ngộ à,
Còn mình có ngộ chưa? Ngộ mà chưa ngộ, ngộ mà không ngộ. Người đệ tử ngộ nè, đệ tử không nhìn có sự soi sáng và ngộ rằng không có vật ngoài tâm và không có tâm ngoài vật. Trong tất cả thái độ và hoạt động đều đạt hoàn toàn tự tại, tất cả lưới nghi đều tan nát, xét thành lãnh dụng và không còn thấy chướng ngại. Tức là sau khi nhận được cái chân như rồi thì cái tâm được giải thoát. Bây giờ ai giảng cho cô cái chỗ này? Không có vật ngoài tâm và không tâm ngoài vật. Không có biết. Sao không có biết? Tức là tất cả cái vật nó đều là không có vật ngoài tâm. Tâm đây là tâm gì? Tâm như. Tâm như. Như vậy là sao? Nhận được rằng là chân như chỗ khắp nơi. Cái tâm như của mình là cái tâm hoàn toàn trống rỗng, mà tất cả pháp đều được nhận qua cái tâm như, cho nên tất cả pháp đều bình đẳng. Và mình nhận ra bên ngoài thế gian bằng cái gì? Chính là do cái tâm của mình như thế nào, mình nhận ra nó như thế ấy. Cho nên không có cái vật nào bên ngoài cái tâm của mình. Mình nhận biết thế giới bên ngoài qua cái tâm của mình. Mà nếu như cái tâm mình là cái tâm như thì tất cả thế giới bên ngoài đều như. Cho nên không có còn thấy chướng ngại gì hết, không còn phân biệt so sánh thương ghét gì hết. Nó ổng nhộ liền. Không có vật ngoài tâm. Hay chỗ này hơi ngộ đó mà không hay sao được ngoài. Mình thấy hay là mình hay. Thôi cô chấm dứt cái bài vô tâm, hiểu không? Dạ. Chiều cô truy bài á. Truy bài này hả cô? Không phải. Sao ông Hồng? Cô nói chấm dứt thành đạt, con không biết con có là mình hỏi cô vậy. Quý vị có muốn hỏi nhiều hỏi nha. Nói nhớ.